trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cái việc ánh sáng rất quan trọng. Hình như trong 19 tiêu chí đã có rồi đấy, nhưng cụ thể là chưa rõ. Ví dụ tôi đến đây tôi rất mừng rằng đồng đưa hệ thống chiếu sáng của họ vào, so với hệ thống chiếu sáng cũ do đèn nhiệt ấy, giá rẻ bằng 1/3 mà hiệu suất tăng gấp 3 lần. Cái đó đối rất quan trọng. Cái điều này tôi cho là hết sức quan trọng. Mà chúng ta vẫn nói là ánh sáng văn hóa. Văn hóa mà không có ánh sáng thì giờ vô cùng. Giáo dục, y tế, văn hóa phải có ánh sáng. Nông thôn mới biết đưa ánh sáng về là điều hết sức quan trọng. Cho nên tôi đánh giá rất cao cái chủ động của nhà máy bóng đèn phích nước Dạng Đông. Họ nghĩ tới chuyện đóng góp cho việc xây dựng nông thôn mới bằng việc đưa ánh sáng đến. Và những cái mô hình như mẫu ở cái trường này tôi thấy rất thích. Nhà nước cũng nên quan tâm. Giáo dục là cho tương lai. Giáo dục hiện nay là số 1.